cười nè. Wow. Chị đẩy em xuống con bơi được không? Bố thì biết ít thôi. Bố biết ít à? Vâng, rồi. Chất lâu. Cái nào mà có thể em cả cháu cho mình gọi tiền đi. Cái là một bố tỏ nên bị điện. Cái vết tỏ bỏ như vậy. Anh biết tiếng Kinh không? Biết ít thôi. Biết ít thôi à? Là Bắc Ninh. Bắc Ninh với là Sơn. À, sang nhà chị này. Hello mọi người, hôm nay là chúng mình có chuyến đi đến Mèo và Khà Giang. Thì hôm nay đồng hành cùng với mình thì gồm một chị Tình. Xin chào mọi người, mình là Tình nhá. Trên đường đi thì hai chị em có thấy một ngôi làng ở dưới hẻm núi rất là đẹp. Nên là mình cũng rất là tò mò dưới đó là có cái gì. Chị cũng rất là tò mò đấy. Wow, nước ấy đẹp nhở. Công nhận luôn ấy. Trong xanh luôn á. Kiểu lần đầu tiên chị xuống đây ấy. Một cái khu làng mà kiểu mình không biết mọi người sinh sống như thế nào này. Kiểu rất là xa thành phố thị trấn ấy. Mà em rất là thích cái nước ở đây nhá. Nhìn ở trong xanh ngọc bích ấy. Nhìn rất là đẹp. Ui, gà đây chân rất là nhiều lông ấy nhá. Đúng là lông cào nhở. Bây đang làm gì đấy? Bây đang làm gì đấy? Anh chưa đó. Em tên là gì nhỉ? Em hả? Em tên là Vàng. Vàng hả? Vâng. Ở đây là gì? Đây là Nô. Nô, bạn này biết tiếng Kinh à? Biết ít thôi. À, biết ít thôi à? Vâng. Các chị ở đâu về đây chưa? Bọn chị ở trên Hà Nội. Hà Nội? Hà Nội. Dưới xuôi. Bây giờ là có thể dẫn bọn chị vào làm để... Khám phá được không? Khám phá được không? Ừ. Cho chị vào trong kia được không? Trong kia chưa à? Ừ, dưới kia nhá. Thế đi nhá. Ừ. Cô bạn. Em ơi đi. Chúng ta đang đi vào trong khu làng với mọi người nhá. Đây em, chị đang mắc cái đây là cây gì á? Kinh cỏ. 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 Cây cỏ. Cây cỏ. Cho mấy con bò ăn đúng không? Đúng rồi. Có thể làm sử dụng được để làm kiểu hàng rào đúng không? Cùng cà phê mọi người ạ. Hello hai bạn. Hello. Em ơi, hai em này biết tiếng Kinh không? Không biết không? Bé tên gì ấy chị? Chị Ba. Chị Ba. Chị Ba. Chị biết được một ít tiếng Kinh đúng không? Ừ. Thăm. Cảm ơn. Anh ngại, xấu hổ. Nói đi đừng ngại. Ở đây thì dân tộc họ ngại. Ngại, không mà tiếp xúc với lại camera mọi người ạ. Chào chào bác ạ. Bác ơi, bọn cháu muốn vào tham quan nhà bác một chút xíu. Cậu nó đi. À. Ông ấy gì ạ? Bác này gì? À vâng. Vâng. Bác ơi cho con hỏi ở đây làng tên là gì nhỉ? Ở xã này á. Có bờ sông. Xóm bờ sông, à xóm bờ sông. Ở ngày xưa chỗ này ấy, chỉ có chiến tranh hay là đánh nhau gì không? Em hỏi đi. Lần tận đi. Có mùa này thọ là tổ chủ. Thọ là tổ chủ thế. Tổ chủ à? Ừ. Cái nào mà cái thẻ thật sự nó trông người lọc thì nên cái lọc một bó tỏ nên bị điện một cái bé tỏ nó như thế. Chắc khẩu như thế. Cái kinh phí trang trải ấy thì mình cứ nuôi trâu nuôi vịt để cho bán đi. Cho lấy tiền để mình sinh sống đúng không? Hay đúng, là... Đúng. Chào bà. Ô, trong nhà... Rộng rãi mà. Chúc mọi người ơi, mọi người nhìn này. Ô, cái gì kìa? Ui, giường không có giường thế à? Mọi người ở đâu? Mấy cái ngủ ở đâu thì ở ngủ ở đâu ở đâu? Đâu? À, giường này à? Giường nhỏ như vậy thôi à? Hai vợ chồng ngủ thôi á? Đúng rồi. Thế các em vừa nãy em chị ngoài kia thì có... Giường đơn sơ lắm mà. À, đây là có một cái chăn này thì từ lâu rồi này. Chăn này mình mùa đông mình đắp ấy, lạnh. Ở đây người dân rất là thiếu thốn mọi người ạ. Đồ đạc không một cái gì mà chỉ một cái giường thôi. Chứ biết một cái giường, một cái chăn để chỉ bự mình một người sống thôi, một người ngủ thôi. Chứ không phải hai người mọi người nhá. Trời ơi, thật là thương mọi người ạ. Ui, em bé. Ôi, em bé, anh kia em bé ơi. Bé ơi, ôi. Nhà chị. Ui, em bé này nữa. Em bé ơi, cho em bé này. Em bé cầm được chưa? Mẹ chị cầm cho em bé ạ. Em ơi. Ôi, trời ơi. Vàng ơi, em mới bay bao nhiêu tuổi rồi? Con này đó là
3 tuổi ạ. Em bé này ạ. 1 tuổi. 3 tuổi. Xinh gần nhau nhỉ. Bạn ăn được sữa chưa? Cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị. À, tiếng cảm ơn là gì nhỉ? Tiếng quả chất xinh. À, quả chất xinh. Con nói à? Quả chất xinh. Quả chất xinh. Có một ít quà cho bạn với bác ạ. Mở biếu bác. Vâng. Đây, con bắt tay bác. Vâng. Chúc bác luôn mạnh khỏe. Xe để ngoài này. Không khóa luôn nha mọi người ạ. Không khóa cổ luôn này. Đấy. Đây mà chỉ dìn dìn cái. Ok. Đoạn đường mà chúng ta phải đi qua. Cẩn thận nhá. Nhưng mà ở đây người ta có tính định làm cái đường này, con đường này không em? Chắc chắn không cho làm. À. Không cho làm à? Ừ. Em mình tại sao xã không cho làm ạ? À? Không cho làm chắc là... Kiểu kinh phí chưa đủ không? Ừ, chưa đủ. Chắc là... Này chắc là... Bọn em học tiếng Kinh ở đâu nhỉ? Em học tiếng Kinh em... Trên xã học. À, trên xã đúng không? Ừ, à. Người dân ở đây sẽ học tiếng Kinh ý, ở trên xã, thị trấn. Mình thường đi lại rất là khó khăn mọi người ạ. Đi học mất tiền không? Đi học trên xã không mất. À, nhưng không mà mất tiền. Đi học cái thị trấn thì mất. À, ở đây thì là ở xã thì sẽ đúng, không mất tiền. Đúng rồi. Còn thị trấn là sẽ mất tiền mọi người ạ. Giờ chúng ta sẽ leo lên trên cái thì con đường rất là nguy hiểm, rất là cao nữa. Chúng ta lên nhá. Mọi người cẩn thận nhá. Mọi người ơi, muốn lên kia là phải đi leo một cái, chỉ cầm cái dây thôi mọi người ạ. Để mình leo lên chứ. Cái này chắc là rất là khó ấy. Tao ạ. Wow. Nhìn từ dưới lên trên ấy thì nó cũng không khó khăn đâu. Nhưng mà lên lúc đỉnh ấy nó không có cái gì để bám ấy. Ôi rất là sợ luôn, kiểu lúc mà cái chơi vơi nó không có cái sắt để mình bấu bám tí nữa. Cô bắt là tắm sông đây không? Thế em biết bơi không? Biết đi thôi. Biết đi. Chị đẩy em xuống có bơi được không? Mọi người có muốn lên Hà Giang Mèo Vạc ấy thì khi vào đi vào dịp tháng 9, tháng 10 này nhớ mặc áo khoác mọi người nhé. Thì vì tầm đấy là sẽ có vào một buổi sáng ấy rất là se lạnh này, hoặc buổi trưa thì cũng gọi là cái không khí nó không lạnh lắm ấy, và buổi tối thì cực kỳ lạnh luôn. Thế bình thường là nếu mà tính cả cái nguồn thu nhập của nhà thì mỗi tháng thì khoảng tầm bao nhiêu? Không biết rồi. Mà là ở trên đây thì bình thường là nhà gái thách cưới bao nhiêu nhỉ? 50 triệu, 40 triệu. 40 triệu, 50 triệu. Vâng. Thế thì không ấy thì cái đi làm cố gắng dành dụm rồi cưới nó về. Thế bố mẹ em có biết tiếng Kinh không? Bố thì biết ít thôi. Bố biết ít à? Mẹ thì... rất lâu rồi. Thế bây giờ là chỉ có sống với bố và chị với em. Mẹ nôi thì mất lâu rồi nha mọi người. Hỏi thì cũng hơi động đến nỗi buồn của em ấy một xíu. Cao luôn. Anh biết tiếng Kinh không? Biết ít rồi. Biết ít rồi à? Gọi là chú. Ở chú chứ. Trong một ngôi nhà này chỉ cả gia đình đều sinh sống cùng nhau. Cùng một trong một khu nhỏ nhỏ như này ạ. Chắc là bất tiện đúng không ạ? Hai anh chị vợ chồng trong đây này. Bố của Nô với lại cả Nô nữa. Chắc là rất là hơi thiếu thốn mọi người ạ. Ở đây. Nhà vàng trên đây luôn à? Trên này thôi, nhà vàng trên đây. À, nhà vàng đây à? Đâu ôi giời, lên luôn. Lên được không? Được, được. Chúng ta lên nhà vàng thôi các bạn ơi. Không, vai nó rất là to nhưng mà phải làm vỡ. Ủa, lên một cái nhà rất là vất vả đúng không? Thế để xe máy với lại phương tiện đi lại thì để đâu? Ủa, không khác về leo núi luôn. Nhà vàng, à bếp cũng bếp luôn. Ố, sao nhà ai cũng có chảo này vậy đâu? Có mà. Nhà bác ạ. Nhà bác ạ. Sao nhà ai cũng có chảo này ta? Cắt cho chị cái này chị xem với.
Wow. Dẫn này là sao? Từ từ. Ôi tay của nó kìa. Nó không sợ đâu. Không sợ đâu à? À. Cái phần có đến 2 người làm nhá, không phải một mình nhá. Bình thường 2 người làm hay 1 người làm? 2 người thôi. À. Để chị thử làm xem. Để chị. Chậm lên ra nhau vài lần. Chị ghê lắm. Được rồi. Ok. Chậm thôi chăng ạ? Ngắn ngắn thôi không? Thế vậy cái từ cái chỉ cần ngắn hay là dài? Vừa vừa này đó. Cắt bừa đi không sao. Ok. Ủa cái gì vậy? Nặng quá. Ủa? Sao? Chân mịn ghê quá. Ui mọi người, nguy hiểm quá. À được, được rồi. Thôi thế rồi em. Được rồi nhá. Rồi. Chị cảm ơn chị ở đây nhá. Rồi, có gì giúp chị. Ủa cái này là cái gì đấy hả? Em không biết. Không biết. Em hỏi mẹ. Em thử hỏi mẹ xem, đây là cái gì? Trông giống cái kiểu dệt vậy. Đây vào đúng không? Đây là dệt vải à? Hay không? Vào bánh nhỉ? Vào bánh luôn. Ok. Phải được đã. Đâu ngược lại. Chua. Vòng nữa thì chua. À, chỗ này rồi đúng không? Mọi người giúp sao? Khét rồi thì chẳng giữ tiền. Tiếng kinh cũng khó. Như dứa đúng không? Nhà em là ai là người lao động để kiếm tiền sinh hoạt cho cả ngày nhà ấy? Kiếm tiền? Ừ. Kiếm nhiều tiền nữa. Bố của em làm gì? Bố em làm nghề gì? Nó là nghề trụ. Nhưng mà à, trụ nhà nhưng mà đi làm gì để kiếm được ra tiền ấy? Thì là cũng đi làm thuê thôi. Làm thuê à? À. Thuê thì làm những công việc gì? Đi chặt cây. À chặt cây à? Trên rừng à? Vâng, bò. Ừ. Đi là Bắc Ninh. Bắc Ninh là với là sơ. À, anh nhà chị này. Ủa? Chị Bắc Ninh này. Anh là Bắc Ninh luôn à? Nghĩa một mình mà bác này đi làm nuôi cả nhà luôn. Đúng. Ừ. Giờ bác ấy không đi làm nữa, bố em không đi làm nữa. Không đi rồi. Nghỉ rồi. Nghỉ rồi. À, như em thì bảo chị là 40 tuổi là mọi người đều ở nhà, không đi lao động nữa. Ừ. Bây giờ nhà em mà bố em nghỉ thôi này, bây giờ ai là người kiếm tiền? Em thôi. Em á? Thế em làm gì? Em đi làm công ty. À, làm công ty á? Làm đâu? Đi làm Hà Nội. Hà Nội. Bắc Giang. À, Quỳnh. À. Quỳnh. À. Đi làm mấy tháng chưa được tiền. À, chưa được tiền? Đi làm lao thì được. Sao mà họ có làm thôi chứ làm sao mà không được nhận lương được ấy? Làm công ty Trung Quốc thì gần đây không? Mình xa. Mà mình phải sang tận Trung Quốc rồi hay là? Mình xa đi làm Trung Quốc. Trung Quốc luôn? Vâng. Thế qua Tết là lâu. Thì ở Trung Quốc trên này đi. Vâng. Nhưng mà em đi sang đấy bằng cách nào? Cứ đi sang hay là... Đi sang, đi quận Tây. Làm quận. Không cần phải chứng minh thư hay một giấy tờ nào đó để sang bên đấy à? Không cần đâu. Ờ, thế á? Tự đi á. À, tự đi thì à? Tự đi, có ông chủ lên đó thì tự đi làm. Hết tiếng em có biết không? Biết. Tiếng Trung ấy, em có biết không? Biết, ít đâu mà. Em thử giao tiếp cho chị nghe em nào. Thì nói, xin chào thôi nè. Hỏi em này, em lại biết. Em thử nói chị tiếng Trung thôi nào. Xin chào. 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 Ok. Bạn làm tốt lắm ấy thì là như nào? Bạn làm tốt lắm. Nhi chua hảo. Hay nhờ, trọng chuẩn luôn nhá. Cảm ơn Nô và Vàng đã dẫn bọn chị đi khám phá cái cuộc sống khu vực nơi đây nhá. Vâng. Rất là cảm ơn. Chúc hai đứa này sau này kiếm được công việc tốt này.
và học tiếng Kinh giỏi này, tiếng Trung cũng giỏi này, để mình có thể kiếm tiền để trang trải cuộc sống cho mình nhá, cố gắng lên nhá. Thế bây giờ bọn chị phải đi tiếp về. Lúc nào vào đây chơi thì vào. Ok, nào có gì thời gian chị sẽ quay lại tiếp. Chị sẽ quyết định sẽ quay lại một lần nữa. Lúc nào ok. Tết ở đây có gì không? Đi chơi ở đâu? Okay. Có người nó ta gái vất vu mà. Ok, thế bây giờ bọn chị tạm biệt để bọn chị đi tiếp nhá. Bye bye, mấy đứa nhá. Cảm ơn mấy đứa nhá. Cảm ơn chị nhá. Ok. Bye bye.